màu bạc này, đèn pha lao gen, la răng đúc, phanh ABS đầy đủ các bác nhé. Hệ thống gương kính đều chỉnh điện, trang bị nó rất dễ dàng, trần kỷ sạch này, vô lăng bốn chấu đẹp, Vinman luôn đẹp, vô lăng rất đẹp luôn đó. Rồi màn hình cam lùi, cam hành trình, hai chú ký an toàn, 8 cửa gió điều hòa và hai dàn độc lập, một dàn đúc mới. Xe này các bác về không phải làm gì nữa cả, đổ xăng và là kiếm tiền được rồi. Mêu ô tỏi Dương xính kỉnh chào thật khách nhà mình nhá. Hôm nay mùng 2 đầu tháng hoan hỉ thì em lại lên sóng buổi báo giá ngày hôm nay. Chào bác Lê Trung Hiếu này, chào bác Xuân Cường này. Các bác đang xem buổi báo giá của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân của họ nhóm giúp em được không ạ? Hôm nay em lại về thêm một mẫu xe Vios, không taxi, không dịch vụ, tư nhân một chủ này. 93 chào 34, cảm ơn anh Lê Trung Hiếu ạ. Hôm nay em về thêm được rất là nhiều dòng xe luôn, chào bác Gia Hân nhé. Các bác ơi, cho em xin mỗi bác, cho em xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và trang hội nhóm của mình thôi. Chấm chấm vào đây cho em ạ, và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương nhé. Em về thêm rất là nhiều dòng xe mới luôn. Vios số sàn 2014, không taxi, không dịch vụ, một chủ từ mới, máy số zin này. Innova thì hôm qua em bán 2 chiếc rồi, hôm nay lại về thêm 2 chiếc nữa. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em, nên là bác nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối vào số điện thoại của em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Chào bác Giang Vũ này, 5 khách hàng, 6 khách hàng rồi, chào anh Văn Khương nhé. Chia sẻ hỏi em Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em với ạ. Chín khách hàng này, chào bác Hằng Nga nhé. Chào bác Trương Hường này. Hôm nay thì em sẽ lại lên sóng và báo giá một buổi báo giá ngày hôm nay. Rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ và quan tâm khách hàng nhà mình. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi, 0354602790 ạ. Chào bác Vũ Hoàng này. Tuyệt vời, cảm ơn bác Hằng Nga nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em được không ạ? 9 khách hàng rồi, em chỉ đợi tầm đến 15 khách hàng thôi là em sẽ đi báo giá luôn. 12 khách hàng rồi. Hải Dương hôm nay thì rất là mát luôn. Chào bác Nguyễn Điền này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương được không ạ? Buổi livestream của em có thành công hay không, có rực rỡ hay không là nhờ hết vào sự khách hàng nhà mình chia sẻ giúp em Hương. Sờ bắc đỏ 80 triệu bán không em? Bình thường là không bán đâu, nhưng riêng bác Văn Khương là em chốt luôn. Sờ bắc 80 triệu màu đỏ 93 triệu còn 80 triệu trên livestream ngày hôm nay cho bác khách VIP nhà em. Không bỏ lỡ một buổi là báo giá, một buổi livestream nào của em Lê Hương. Nên là sờ bắc 90 triệu màu đỏ, 93 triệu màu đỏ, chốt trên livestream cho bác Văn Khương 80 triệu. Bình luận cho em chữ chốt vào đây đi ạ. Chốt đầu tiên cho em đi anh Văn Khương ơi. Bình thường là không bao giờ có một cái giá đấy, nhưng riêng anh Văn Khương chuyên tham gia những buổi báo giá của em, không bỏ sót ngày nào. Ủng hộ quan tâm em rất nhiều trong thời gian qua. Chốt đi anh. Giá cực yêu luôn anh nhá. 80 triệu chốt trực tiếp trên livestream. Mặc dù là xe cỏ nhưng vì khách hàng thân thiết của em, chốt luôn trên livestream còn 80 triệu cho chiếc Spark 93 triệu giá mở của em Hương ạ. Mùng 2 đầu tháng nói là làm. Nên là anh Văn Khương ơi, chốt luôn đi ạ. Chào bác Đỗ Dương. Đỗ Dương đúng không ạ? Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. 93 triệu xe cỏ bình thường chỉ bớt 3 triệu lẻ thôi là 90. Riêng anh Văn Khương ngày hôm nay là 80 triệu chốt luôn trên livestream. Một khách hàng của em gần như là fan cứng rồi. Gần như là fan cứng rồi, không còn lãi nữa. Chốt luôn cho anh luôn. Chào bác Thái Xuân này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đi ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Chào anh Nguyễn Thành Lương. 16 khách hàng rồi, 19 khách hàng rồi, lên đi ạ. Chia sẻ mạnh mẽ cho em được không ạ? Thả tin, thả like và đừng quên nhấn nút thích trang. Còn bây giờ thì em Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay, mùng 2 đầu tháng. Sáng nay thì em đã bàn giao một chiếc xe Vios số tự động về Thanh Hóa. Một chiếc xe i10 bản đủ màu đỏ phun tiền mùng 2 về Bắc Giang. Và một chiếc xe Innova lỡ nhá. Sáng ngày hôm nay em Hương đã chốt 3 xe rồi.
trong buổi báo giá ngày hôm nay bác nào quan tâm giảm luôn 10 triệu đồng trên một đầu xe. Em xin Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá luôn đây ạ. 20 khách hàng rồi, mỗi khách hàng cho em Hương một nút like, một nút chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Chào bác Du Phạm này, em xin phép được đi báo giá luôn đây. 80 triệu, 93 triệu, còn 80 triệu cho anh Văn Hương. Xe đẹp như vậy không chốt thì chốt xe nào đúng không anh? Chào bác Quý Thảo này, chào bác Du Phạm. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương tham gia buổi live stream ngày hôm nay. Lên sóng luôn các bác nhá. Mở màn là một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi biển 34 bánh đậu Hòa An nhà em đây ạ. Bánh đậu quê hương, bánh đậu xanh đây. Biển 34 Chevrolet cờ đuôi số sàn đời 2012. Động cơ trang bị 1.6, em này là 258 triệu. 258 triệu nước sơn màu đỏ đẹp, đèn halogen, có giải đèn led, xin nhan trên hông nhé. 258 triệu đầu tháng hoan hỉ, bớt luôn cái lẻ, còn 250 triệu cho khách hàng nhà mình. Chào bác Triệu Vinh, chào anh Lam Nguyễn này. Đời 2012, 258 triệu, còn 250 triệu trong buổi mùng 1, mùng 2 đầu tháng này. Chỉ bán lấy vía thôi. Hải Dương mát trời quá ạ. Bên đây thì em mới về thêm một mẫu xe Innova nữa này. Biển 29 nhá. Innova biển thủ đô Hà Nội. Em này là Innova 2.0 bản E, nước sơn màu bạc đẹp. Được sản xuất vào năm 2013 này. Innova đời 2013 các bác nhìn này. Màn hình rất là siêu lớn luôn. Túi khí an toàn, ghế da căng mọng luôn nhá. Trần da cao cấp các bác ạ, trần da rất là chất luôn. Cảm ơn bác Xuân Đào, bác Xuân Đào đã tăng tên người nhà của mình vào đây rồi. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ bình luận trên live stream của em. Muốn xem xe nào thì bình luận, em nhìn thấy em sẽ đọc và quay rõ video, quay rõ xe cho mình ngắm nhé. Innova 340 triệu đời 2013, 7 chỗ ngồi bản e xịn đây. Màn hình giải trí siêu lớn, nước sơn màu bạc đẹp. Một bộ mâm, một dàn lốp dày dặn luôn. Còn sáng nay thì em đã lên video về chiếc xe Innova tư nhân một chủ, không taxi, không dịch vụ của em Hương đây. Rất nhiều bác quan tâm. Chiếc Innova đời 2014, máy số zin, tư nhân một chủ, và em này là bản e xịn các bác nhé. Form dáng 2014 nó có thay đổi một chút rồi. Lên màn hình cỡ lớn rồi, túi khí an toàn. Tabli tablo các bác nhìn này. Siêu sắc led luôn, 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa này. Khi nào mà em báo tư nhân một chủ, máy số zin thì các bác phải tang ngay chồng hoặc là vợ vào ngắm đi. Xem luôn xe của em Hương đi ạ. 338 triệu thôi. Đời 2014, máy số zin, bản e xịn. Tư nhân, không taxi, không dịch vụ. Các bác nhìn form dáng này, em này cũng là biển 34 nhá. Biển 34 2014, form dáng mới, xin nhan trên gương. Đèn gầm đầy đủ rồi, bộ la răng, bộ mâm rất là đẹp luôn. 338 triệu cho chiếc xe Innova. Chào bác Văn Thị Bích Thủy, chào bác Đại Từ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên được không ạ? Em sẽ đi ra ngoài nhé, ra ngoài trước này. Một em mua trần BMW hoa hậu đây. BMW này. Xe này cực chất luôn các bác ơi. Bác nào mà đi mua trần mà không lấy được vợ hay không tán được gái thì quá là kém này. Một chiếc xe BMW đời 2008 bản nhập khẩu này. Em này là một em hoa hậu mui trần ạ. Đời 2008 nhập khẩu, số tự động đẹp. Số tự động đẹp đây, 860 triệu cho chiếc xe mui trần BMW của em Hương. Hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng, bên trong xe còn có tủ lạnh mini. Bản E xịn nè. Bản E nó sẽ hơn là phanh có gì nhỉ? Có phanh tay, phanh ABS chống bó cứng luôn. Nói chung là anh để lại số điện thoại cho em để em sẽ tư vấn cho anh nhé. Bản E này còn taxi, không taxi, còn không dịch vụ cơ anh ạ. Chào bác Đinh Lịch, chào bác Boy Vũ Văn, chào bác Nguyễn Tuấn Linh. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em đi ạ. BMW mui trần 860 triệu, bớt luôn 20 triệu lộc lá trên live stream cho chiếc xe đẹp của em Hương đây ạ. 840 còn 860 còn 840 triệu thôi ạ. BMW phanh ABS, hệ thống phanh tay điện rất là chắc chắn luôn, đầy đủ cho em, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Một dàn xe đẹp đây, hôm nay em sẽ lên dòng dàn xe đẹp của em trước nhé. Một chiếc xe Range Rover
Một chiếc xe Range Rover, các bác nhìn form dáng của em nó này, hầm hố chất chơi, có mang cá đầy đủ xinh đẹp luôn. Đèn bi giải đèn nét, xung quanh nó có 10 mắt cảm biến va chạm, biển 51 Sài Gòn rồi. Range Rover đời 2008 đây ạ. Em này em Hương đang bán là bao nhiêu tiền nhỉ? 780 triệu. Em này có chức năng lông hạ gầm. Lông hạ gầm đây ạ, có chức năng lông hạ gầm. Có thể là khi đi các bác đi qua khu vực nào sâu hoặc nước thì em nó sẽ có thể lông được mông lên hoặc là hạ xuống nhá. Em này rất là xịn xò luôn. 780 triệu cho chiếc xe Range Rover. Xe cực chất luôn, hay còn gọi là khủng long bạo chúa này. Sau bao nhiêu ngày cháy Fortuner thì hôm nay em Hương có Fortuner rồi các bác ơi. Chết rồi, hôm nay xe về bất ngờ quá, chưa kịp báo khách quen. Khách hẹn Fortuner, em có Fortuner rồi đây. Biển 34 bánh đậu xanh, đèn bi salon, đèn gầm có rồi. Một chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2011, số tự động, hai cầu số tự động đây ạ. Em này là máy xăng nhá. Trời đất ơi, siêu xuất sắc luôn. Fortuner máy số zin, nội thất ghế da bên trong cũng là zin đẹp luôn. Trần lỉ zin này. Màn hình giải trí có vừa, điều hòa auto rồi. Có cảm biến va chạm phía sau, túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ cho em. Sau gần nửa năm vắng bóng Fortuner thì hôm nay bên showroom của em Lê Hương ô tô Hải Dương lại về thêm Fortuner nhé. 410 triệu đồng cho chiếc xe Fortuner của em Hương, 7 chỗ ngồi, số tự động, 2 cầu đây ạ, mà chỉ có 410 triệu đồng thôi. Fortuner đây ạ, đẹp từng cm luôn. Nếu như khách hàng nào đang quan tâm về Fortuner thì em có Fortuner rồi đây ạ. 410 triệu đồng cho chiếc xe Fortuner màu đen đẹp như thế này. Các bác nhìn thấy xe gia đình sử dụng quá là chất luôn. Zin đẹp từng máy số cho đến nội thất bên trong. 7 chỗ ngồi, số tự động, em có Fortuner đây ạ. Táp ly táp lô này, keo chỉ zin cả 4 bánh. Một dàn lốp rất là dày dặn luôn. Phía sau xe có cảm biến va chạm này, cam lùi đầy đủ rồi. Một dàn lốp còn dày dặn và mới như thế này cơ mà, phanh ABS đầy đủ nhá. Bác nào đang quan tâm về Fortuner thì em Hương về thêm rồi đấy ạ. Khóa cầu V-size đầy đủ rồi các bác ơi. Một em Fortuner siêu xuất sắc luôn. Một em Fortuner siêu xuất sắc nhá. 410 triệu đồng cho chiếc xe Fortuner của em Hương. Cảm ơn anh Trương Nguyễn này chia sẻ cho em Lê Hương đấy ạ. Hôm nay em Hương về rất là nhiều xe. Các bác nhìn này, dàn lốp của Fortuner này, cao dàn mát máy, phanh ABS lên, đèn bi sáng choang như thế này, xuất sắc luôn. Fortuner 410 triệu số tự động 2 cầu, máy xăng nhá. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Ford Mondeo này, một xe phân khúc hạng D cực sang luôn. Phân khúc hạng D có Ford Mondeo đi. Mondeo được sản xuất vào năm 2005, số tự động đẹp, giá cực đẹp luôn. Số tự động mà chỉ có 100 bao nhiêu tiền? 185 triệu form dáng, đúng là form dáng chuẩn cán bộ luôn. Máy số zin, ghế da zin luôn. Các bác nhìn bên trong này, mặt đồng hồ, các bác nhìn này, màn hình giải trí, đồng hồ còn sống luôn. Ngay cả cái phần rèm chắn mưa đằng sau, chắn nắng đằng sau này vẫn hoạt động bình thường, như là một dòng xe hạng sang. Trước kia khi mà em nó ra thị trường nó phải tiền tỷ các bác nhé. Phải tiền tỷ cho chiếc xe Ford Mondeo này. Cửa lóc này, hệ thống chắn lắng kìa, có rèm nhá. Ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện. Các bác chỉ cần tắt chìa khóa thì xe sẽ tự động lùi ghế lại để các bác bước ra dễ dàng. Bật chìa khóa lên thì cái ghế của bác tài nó sẽ tự động đi lên để các bác ngồi phù hợp với vô lăng. Một chiếc xe phân khúc hạng D giá cực yêu luôn. 158 triệu cho chiếc xe phân khúc hạng D của em Hương ạ. Ford Mondeo số tự động đẹp đây. Lên đèn bi, đèn gầm đầy đủ, phanh ABS, form dáng chuẩn cán bộ luôn. Chào bác Huệ Vũ này, chào bác Phú Quý Hà. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương được không ạ? Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Lacetti SE. Lacetti SE được sản xuất vào năm 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. Em này là số sàn, biển 21, lước sơn màu đen đẹp. Động cơ trang bị 1.6, xin nhan trên hông, một dàn lốp mới nhé. Một dàn lốp mới rồi, dày dặn đẹp luôn, số sàn đây ạ. Lacetti SE 220 triệu, số sàn đầy đủ nhập khẩu cho em. 1.6 này, thảm phía dưới là thảm 3D, trần là trần lỉ nguyên zin rồi.
máy số cực ngon, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Lasetti SE, một dàn lốp mới đẹp, số máy ngon. Em Hương đang bán là 220 triệu. Nếu như bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối Zalo 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Lasetti SE 220 triệu. Innova 2015 bản e xịt màu vàng, màu vàng cát này này. Là em có khách rồi, đặt cọc tiền rồi nên em bỏ qua nhé. Bác nào hôm lọ mà cứ lăn tăn về giá, còn Innova thì nay bán rồi, tiếc chưa. Xe máy số zin đẹp như vậy cơ mà. Chào anh Dương Tuấn này, chào anh Hà Bích Đức này. Bên đây thì em Hương lại về thêm một chiếc Chevrolet cờ đuôi. Chevrolet cờ đuôi với biển 99 nhá. Lasetti có Chevrolet cờ đuôi có. Em này được sản xuất vào năm 2011, cũng là số sàn, động cơ trang bị 1.6. Em Hương đang bán là 245 triệu cho chiếc Chevrolet cờ đuôi. Em kia là Lasetti, còn em này là cờ đuôi. Ghế da múi này, các bác nhìn ghế da này cực kỳ đẹp luôn. Túi khí an toàn, sấy sưởi kính đầy đủ, máy số ngon nhất, từng con ốc em quay chi tiết cho mình. Con chào dì Vũ Huế này, dì ơi chia sẻ cho con đây nè. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đây ạ. Lasetti SE là 220, còn Chevrolet cờ đuôi là 245. Còn nếu như những bác nào có tài chính tầm 300 hoặc hơn 300 chút xíu, muốn mua xe sedan 2 đầu nước sơn màu đỏ đẹp, bản nhập Hàn nguyên chiếc, thì em có một chiếc xe Kia Rio nhé. Kia Rio được sản xuất vào năm 2015, bản nhập khẩu, em này là số sàn, nhập Hàn nguyên chiếc, máy số zin, thân vỏ zin, zin hết toàn xe cho em, lại là còn biển thủ đô Hà Nội, lên đèn halogen, có đèn gầm là đèn bi rồi. Một chiếc xe Kia Rio 2015 nhập khẩu 325 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em Hương sẽ để cho mình còn 315 triệu bao rút hồ sơ luôn. Bớt dã man trên livestream luôn. Bớt 10 triệu vẫn còn bao rút hồ sơ. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ này, số sàn, bộ ghế các bác nhìn này, căng mọng căng mướt luôn. Em chào anh Cường Móm này, lâu lắm mẹ anh Cường Móm xem livestream của em Hương đúng không ạ? Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Chào bác Mina Hiếu này, chào bác Trọng Duy. Bác Trọng Duy cũng vậy, lâu lắm rồi không đến xem livestream của em Hương. 325 triệu còn 315 triệu. Kia Rio máy số zin, máy số zin nhá, nhập Hàn nguyên chiếc đây ạ. Ở bên đây thì em còn có một chiếc Sờ Bắc nhá. Một chiếc Sờ Bắc xe công vụ của em Hương đây. Biển 20, xe đăng ký 2 chỗ ngồi, 4 mắt cảm biến, cam lùi đầy đủ, màn hình có rồi. Chào bác Đàm Minh Phượng này, quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhá. Anh xem suốt mà thế à? Chia sẻ cho em lên đi ạ. Nhiều khi nó bị bóp tương tác, các bác cứ vào xem nhưng không nói gì, nó hay bị bóp, không nhìn thấy đấy. 85 triệu cho chiếc Sờ Bắc màu xanh, điều hòa mát lạnh. Điều hòa mát lạnh, các bác đừng chê xe 80 triệu của em. Em Hương đi xe này cháy phố luôn, cực đẹp luôn, lên màn hình cam lùi đầy đủ, 4 mắt cảm biến phía sau. Phanh này, các bác nhìn lại bộ hệ thống phanh này, mâm này, rất là đẹp luôn nhá. 80 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Sờ Bắc công vụ của em Hương đây ạ. Chào anh Phạm Hữu Tuấn nào. Bên đây thì em còn về thêm một chiếc xe Accent Hyundai. Vừa về anh nhỉ. Một chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất vào năm 2012, bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4, vừa mới về đây. Trực tiếp về được chợ nhà em, vừa về showroom bên em được 10 phút thôi. Lasetti SE đời 2012, số tự động đẹp nhé các bác nhé. Số tự động đẹp, em Hương đang bán là 355 triệu. Lên xi nhan trên gương rồi, phanh ABS này, đèn này halogen nhé. Bộ mâm rất là đẹp luôn, vừa mới về. 355 triệu nhập khẩu 1.4, số tự động đẹp. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da zin luôn. Có lẽ em này là về chiều em phải cho đi dọn rửa một chút nữa, vì vừa mới về bẩn quá, nhìn bẩn quá. 355 triệu cho chiếc Accent số tự động đời 2012, biển 73 này. Bên ngoài đây thì còn có một chiếc xe Lasetti SE, biển Hải Dương, biển 34 Hải Dương nhá. Nước sơn màu đỏ đẹp, được sản xuất vào năm 2009, nhập khẩu 1.6, xi nhan trên hông, 218 triệu, có 3 cam 360, túi khí an toàn, màn hình giải trí đầy đủ rồi. 218 triệu Lasetti SE đời 2009 ạ. Chào bác Phạm.
Phạm Hữu Tuấn, chào bác Bùi Văn Canh, chia sẻ nhiệt tình nên các bác ơi, đẩy thuyền cho em đi ạ. Xà xã như thế này mà các bác nhiều xe đẹp như thế này cơ mà, Fortuner lại về thêm. Lần đầu tiên trong 6 tháng nay là cháy Fortuner, giờ mới về thêm mà các bác là thế này á. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Lacetti biển Hà Nội, một chủ từ mới 4 số đây. Lacetti EX 150 triệu, nước sơn màu đen đẹp. Trên 100 triệu có xe đi các bác nhỉ. Nội thất bên trong cực kỳ sạch sẽ luôn, gọn gàng luôn, máy số ngon. 150 triệu có Lacetti EX đi. Bây giờ em sẽ đi vào nhá. À, ở đây nữa cơ mà. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên ạ. Nóng quá không. Bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning số tự động. Em này cũng là nhập khẩu này. Kia Morning nhập khẩu, máy zin đời 2010, động cơ trang bị 1.0 số tự động. Lên La Răng Hoa Mai rồi. Xin nhan trên gương 240 triệu cho chiếc xe Kia Morning số tự động bên em Hương này các bác nhìn này. Máy số zin nhá, Morning nhập khẩu biển thủ đô rồi. À đâu, em này biển 37, em này biển 37 ạ. Morning số tự động nhập khẩu đây ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da này, thảm này sạch sẽ luôn. Máy số ngon. Chào bác Lâm Âu này, chào bác Thúy Đoàn này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Đi sau nhá, vừa rồi mới chỉ được 10 chiếc xe bên ngoài thôi, bên trong còn hơn 100 chiếc xe nữa cơ. Mấy hôm nay bán dã man, các bác nhìn bãi này, quăng cả xe luôn. Quăng hết cả xe luôn, một ngày bán 5-6 chiếc liền. Chào bác chuyên gia Cường này. Y10 được sản xuất vào năm 2017, động cơ trang bị 1.2. Em Hương đang bán chiếc Y10 đời 2017 số sàn 285 triệu cho chiếc xe Y10 của em Hương bản đủ các bác nhé. 285 triệu cho chiếc xe Y10 bản đủ 1.2. Đăng ký đăng kiểm dài miên man thế hử. Quá chuẩn luôn ông ơi. Đến sáng ngày hôm nay là mới từ hôm qua đến giờ là bán 12 xe rồi. Chưa tính chiều nay khách lại đến sẽ lấy xe và xem xe nữa. 2 ngày bán 12 xe, chưa tính xe cọc. Một chiếc xe Y10 bản đủ này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình giải trí hơi bé một tí thôi. Nhưng mà nghe nhạc giải trí hơi bị hay luôn. Đề lỗ thông minh, ghế da hai màu. Zin đẹp toàn xe luôn, 285 triệu, một dàn lốp mới dày dặn. 3.0 Y10 V6 3.0 không nhỉ? Con này chắc là nó bị quỳ nhập tràng rồi, nó mới nhiều option chế độ như thế không nhá. Còn bên nhà cháu không có xe Y10 V6 3.0 máy dầu đâu. Con đấy chắc là bị quỳ nhập tràng rồi. Bên đây thì em Hương có một chiếc xe Vios màu đen này, đời 2009, 185 triệu. 185 triệu có Vios này, biển 37 nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao đây, biển thủ đô Hà Nội. 5 chỗ ngồi gầm cao SUV thì em Hương có túc. À, em có Ford EcoSport này, một chiếc xe EcoSport bản Titanium cao cấp đời 2016. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, đầu đài nguyên bản theo xe. Em này trang bị nhiều túi khí an toàn, ghế da zin, máy số zin. 425 triệu số tự động cho chiếc xe Ford EcoSport của em Hương ạ. Còn ở đây thì có một chiếc xe Morning 128 triệu, Morning full đồ cho khách hàng nhà mình, biển 37 đây. 128 triệu có Morning đi này. Xe quá là rẻ, tội gì đi xe máy rồi các bác. Telacan đây ạ, Hyundai Telacan đời 2003, số tự động 7 chỗ ngồi. Số tự động 7 chỗ ngồi 126 triệu. Geo số sàn dưới 300 được không em? Dưới là bao nhiêu anh? Em đang bán là 325 triệu mà. Dưới thì làm sao mà bán được anh? Lên đi anh. Xe đẹp mà. Các bác phải hình dung là một chiếc xe đẹp thì không bao giờ có rẻ. Mà đã rẻ rồi thì không bao giờ có đẹp. Ví dụ bây giờ anh mua rẻ được hơn so với chỗ em bán 10 hay là 15 triệu, anh về anh kiểm tra nó lại ối rồi ôi thì thôi chết. Biết thế là mua của em Lê Hương cho xong. Yên tâm, chất lượng, máy số thì ngon. Đúng không ạ? Anh Đinh Lịch để lại số điện thoại cho em đi ạ. Còn dưới thì không bán được. Để lại số điện thoại cho em nha, em tư vấn cho anh. Một chiếc xe Kia Rio đẹp như vậy cơ mà, nhập Hàn nguyên chiếc, màu trắng đẹp, máy số zin. Lại còn lên bộ ghế da chất lừ, màn hình giải trí rồi. Option quá là đẹp luôn. Anh Đinh Lịch ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Chào bác Sơn Phạm này, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Đẩy view, đẩy thuyền cho em để em có cái động lực lói cho nó tơi nào.
Một chiếc Spark được sản xuất năm 2010, Spark van đây. Đăng ký 2 chỗ ngồi 85 triệu thôi. Động cơ nhiên liệu 0.8, một chiếc xe ô tô mà chỉ hơn Vision có hơn chục triệu. Thì tội gì phải đi xe Vision lắng mưa đúng không ạ? Các bác đi cho em ô tô đi, mát lại điều hòa để mặc váy này, trang điểm phấn son. Mua cho vợ ngồi nhà 4 đứa trẻ. Bây giờ lại cải cách đẻ 3 đứa nữa, một cái xe máy thì đi làm sao được hết ạ? Nhưng mà ô tô 80-85 triệu của em giải quyết hết, nắng mưa, nhà đông con đi đầy đủ cho em. Mát lạnh luôn các bác nhé, về quê vẫn còn lấy được gà, được gạo của ông bà, tội gì đi xe máy đúng không ạ? Chào bác Tăng Thị Minh này, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên đi ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe La City EX, à em này là SE. La City SE được sản xuất vào năm 2009 nhập khẩu. Động cơ trang bị là 1.6, em Hương đang bán là 210 triệu. Bản sedan 2 đầu đẹp này là số sàn các bác nhé, 210 triệu cho chiếc xe La City SE đây ạ. Chevrolet Cruze 250 triệu số sàn đời 2012. Chào bác trai nghèo. Ôi nóng quá. Nóng quá. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe i30 bản Crown full cao cấp full kịch luôn. i30 308 triệu, form dáng cực đẹp luôn. Các bác đi i10 đã sướng rồi thì i30 còn sướng hơn luôn. Đời 2009, số tự động, động cơ trang bị 1.6, cửa lock đầy đủ cho em Hương. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Có trả góp xe ít tiền không em? Nếu mà làm trả góp thì xe phải từ trên 300 triệu trở lên. Và đời xe từ 2015 trở lên thì mới trả góp được anh nhé. i30 bản cao cấp full kịch, cửa lóc rồi, đầy đủ luôn. Sấy sưởi kính có luôn cả sấy sưởi ghế nhá. Các bác thấy không? Xe xịn có cái cả sấy sưởi ghế nhá. Mùa hè các bác ngồi lên xe nóng hết cả mông thì các bác sấy ghế mát lên. Mùa đông ngồi lạnh mông thì các bác lại bật ấm lên. Quá là tinh tế luôn đúng không ạ? Màn hình ZTEC, điều hòa auto, một dàn lốp dày dặn, máy số ngon. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. i30 bản Crown cao cấp, cửa lock đầy đủ cho em 308, cắt luôn cái lẻ còn 300 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay cho chiếc xe i30 của em Hương. Một dàn xe màu trắng này, mà đã là màu trắng thì mẹ con mắng thì vẫn cứ là yêu đúng không ạ? Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất vào năm 2021, các bác nhìn này. Biển 99, đuôi 3 con 9, tam hoa 3 con 9. Kia Morning đời 2021, số sàn, form dáng đẹp cực kỳ luôn. Xe đẹp như lăn từ trong hãng ra. Ồ, đóng cửa rồi. Lên màn hình giải trí rồi, bên trong xe ly lông còn chưa bóc các bác nhé. 297 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2021, giật cả mình. Chào bác Dương Khang, chào bác Bùi Sơn nào, chia sẻ đây các bác ơi. Để em Hương có động lực nói cho nó tơi nào. Bớt 10 triệu đồng cho một xe trong buổi báo giá đầu tháng ngày hôm nay. Xe nào cũng bớt 10 triệu, xe cỏ cũng bớt 10 triệu luôn. Chẳng mấy khi mà em lên một cuộc báo giá đại sập như thế này nữa, các bác phải chốt ngay, tranh thủ chốt ngay. Hôm qua em Hương bảo là em bớt sâu. Các bác từ Thanh Hóa, bác từ Bắc Giang, đêm hôm còn đi ra. Em muốn rồi. Chia sẻ mạnh lên cho các bác. Chào bác Lô Dần nhá. Kia Morning đời 2021 297 triệu, bớt luôn 10 triệu đồng. Còn 287 triệu, động cơ 1.25, số sàn 5 chỗ ngồi, đúng rồi, đẩy thuyền lên cho em đi ạ. Biển tam hoa 3 con 9 như này cơ mà. Sơ bắc, ôi dồi ôi, em này bớt bao nhiêu bây giờ? Bớt 5 triệu đi, bớt 5 triệu cho em sơ bắc của em Hương màu xanh cốm đẹp. Đời 2009, điều hòa mát lạnh, 4 bánh quay đều, bấm còi là kêu. Các bác thấy không, ô tô của em Hương chất lượng luôn. Cảm ơn anh Bùi Sơn ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Sơ bắc 85 còn 80 thôi. Cũng có mắt. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc bán tải Nissan Navara. Nissan Navara được bán với giá là 535 triệu. Số tự động, bán tải 5 chỗ ngồi, số tự động đây ạ. Ghế da hai màu cao cấp, tất cả phần táp ly táp kia là đều là bằng da cao cấp rồi. Màn hình giải trí số tự động một cầu các bác nhé. Một cầu nhập khẩu 2017, 535 triệu, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Cho bác nào đang làm công trình công trường muốn mua bán tải,
hoặc bác nào cơ khí này, nếu như các bác làm cơ khí hoặc các bác làm công trình công trường, vừa đi gia đình vừa đi công việc của mình, thì bán tải nó sẽ là sự lựa chọn hàng đầu khách hàng nhà mình nhé. Ghế da lại điều hòa hai vùng, nội thất bên trong đẹp. Em này em Hương còn lên cả thùng rồi cơ. Nếu như các bác mà chưa lên thùng về thì các bác lại phải mất tiền làm thùng. Em làm thùng rồi, 535 triệu thôi. Mọi người chia sẻ mạnh tay cho em Hương nói cho bốc lửa. Bốc luôn anh ơi, mấy hôm nay mạng nó kém quá. Mạng nó kém quá nên các bác không nhìn thấy bài like của em. Phải nhờ tất cả khách hàng đang xem like của em hôm nay chia sẻ cho em lên để những bác kia có thể nhìn thấy bài like của em nhé. Nhiều bác cứ bảo em Hương là sao dạo này lười thế không like. Không phải là không like đâu mà Facebook nó hạn chế, các bác không biết là em like để các bác vào xem ấy. Nên là các bác cứ nhớ rằng 11:30 các ngày trong tuần là em Lê Hương có buổi báo giá live stream trực tiếp nhá. Chào bác Nguyễn Thủy Trung, chào bác Nghĩa Phan, chia sẻ đầy view cho em đây ạ. Ôi dồi ôi, sặc cả nước bọt. Bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX số tự động nhập khẩu, cửa lóc đầy đủ 1.0. À, em này 1.6 rồi. Đời 2010, đăng ký 2011, 265 triệu cho chiếc xe CDX nhập khẩu của em Hương. Phanh 5 chỗ, phanh ABS, la răng 5 chấu rồi. Biển 99 đẹp nhá các bác nhá. Bớt 10 triệu đồng, 245 triệu đồng trên livestream cho chiếc xe CDX số tự động đẹp, lại còn có cửa lóc trên 200 triệu mà có quá nhiều đồ chơi và option. Bên đây thì có một chiếc La City EX 150 triệu form dáng chuẩn cán bộ luôn. Em này là máy to cực khỏe cho em Hương luôn. 150 triệu cho chiếc xe La City EX này. Lên 50 khách hàng cho em đi ạ. Rồi Facebook ơi là Facebook. Bóp quá các bác ạ. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe i10. Chào bác Thu Quý này, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Ở đây em có một chiếc xe i10 nhập Ấn Độ, đời 2014 số sàn. Em Hương đang bán là 195 triệu. Bớt luôn cho khách hàng nhà mình 5 triệu, còn 190 triệu. Và vẫn bao rút hồ sơ chiếc xe i10 của em, máy số ngon. Nước sơn màu trắng đẹp, xi nhan trên hông. Lên bộ mâm rồi, nhiều xe đẹp quá. Cảm ơn bác Gia Hân, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Số điện thoại em ghim rồi, 0354602790. Nhấc máy lên và alo cho em đi ạ. 195 còn 190. Chào bác Hà Doan này. Còn bên đây em có một chiếc xe Kia Carren. Kia Carren với nước sơn màu vàng đồng, biển 38, lên đèn bi và có giải đèn, đèn gầm, có đèn gầm các bác nhé. Bộ mâm đẹp, phanh ABS, 7 chỗ ngồi, số tự động giá rẻ. Em có Kia Carren, máy số cực ngon, mới đi bảo dưỡng về, bình ắc quy mới thay, mới đi bảo dưỡng trùng tu lại, nhan sắc của em nó quá là đẹp luôn. Ghế da cao cấp, điều hòa auto, số tự động đẹp. 270 triệu. Còn 260 triệu, khách vào cứ nhìn em Hương. CEO 2015 em có nhá, 325 triệu nhập hàn nguyên chiếc, máy số zin, sơn zin đến hơn 90%. Nghỉ ăn trưa thôi em ơi. Anh Quân ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Mấy hôm nay mạng mẽo chán quá, các bác đi đâu hết rồi, để em Hương nói chuyện một mình thế này. Kia Carren 270 còn 260, bán phá giá để mai nghỉ live stream đi chơi một hôm này. Mai em sẽ nghỉ live stream đi chơi một hôm này. Cửa lóc đầy đủ các bác nhá. Đời 2010 có Kia Carren 270 còn 260. Bác Giang Vũ để lại số điện thoại cho em ạ. Em có Kia Rio 2015 màu trắng đẹp, lại còn biển thủ đô Hà Nội. Máy số zin sơn zin. khách đứng trêu em không nay được. Em chào bác Nguyễn Thị Tuyết Linh này. Ở bên đây em Hương còn có một chiếc xe Kia Cerato. Rồi nhiều xe đẹp thế này cơ mà. Kia Cerato bản này đời 2017, số tự động đẹp, cảm biến va chạm 10 mắt quanh xe, biển thủ đô Hà Nội. Lên cho em Hương là đèn bi này, xin nha, trên gương, cửa lóc đầy đủ rồi. 488 triệu cho chiếc xe Kia Cerato của em Hương ạ. Ui đẹp thế này cơ mà. Đã trắng rồi, bên trong lại còn màn hình giải trí to, điều hòa auto, có ga tay tự động cruise control, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đề lỗ thông minh, hỗ trợ gãy số thể thao, cửa lóc đẹp căng như thế này. Không mua xe này thì mua xe gì ạ các bác?
Kia Cerato 488 triệu, còn 478 triệu. Lúc em livestream em báo giá thì các bác chốt luôn đi ạ. Xe đẹp như thế này giá quá là ok rồi. Giá này gần như này là em phá giá luôn rồi đấy ạ. 488 còn 478 này, Kia Cerato nhá. Bên đây thì có Chevrolet Aveo đời 2017 245 triệu. Bao rút hồ sơ, lộc lá luôn cơ mình nhá. Corona Antis nồi đồng cối đá em Hương có 395 triệu đời 2010. Đời 2010 còn 385 triệu cho chiếc xe Corona Antis của em Hương. Chào bác Phạm Tuấn Điệt. Chào bác Nguyễn Nhàn, các bác thấy không? Em nói hăng quá mà em bay cả lón lên đây này. Em phải vất cả lón ra đây ạ. Một chiếc xe Mazda 3 form dáng mặt hề. Mặt hề là mặt chú cười đây. Mặt chú hề cười đây các bác ơi. Mazda 3 đời 2009 310 triệu. Anh đi lên kia đi. 310 triệu cho chiếc xe Mazda 3 đời 2009 của em Hương. Lên đèn bi có giải đèn led biển Hải Phòng nhá. Em này sẽ có cửa lóc đầy đủ rồi. 1.6 thôi ạ. Mazda 3 310 triệu đồng. Gửi cho em Hương 300 triệu tròn đánh xe về. Em hồ sơ em rút cho mình cầm tay. Màn hình Vitex đề lổ thông minh, túi khí an toàn. Mazda 3 mặt chú hè nhá. Mặt chú hè mỉm cười tươi vui. 300 triệu đưa em còn 310 đưa em 300 thôi. Bớt hết, cắt hết để mai nghỉ đi Thanh Hóa chơi các bác ơi. Chào anh Dương Kết, chào bác Trần Khải này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Biển thủ đô Hà Nội. Kia Morning được sản xuất vào năm 2009, nhập khẩu nhá. Em này là số tự động, 225 triệu, xe đẹp như thế này. Không mua thì mua xe gì hả các bác? Lên La Răng Hoa Mai dạng mới này, màu bạc đẹp. Biển thủ đô Hà Nội. Các bác nào ở Hà Nội kén biển, có biển Hà Nội luôn. Máy số thì ngon, điều hòa auto. Sấy sưởi ghế có, sấy sưởi kính có, 225 triệu thôi. La Răng Hoa Mai dạng mới các bác ạ. Còn bên đây thì em màu đỏ tươi nói này là em Kia Cerato Coupe phiên bản hai cánh cửa, xe thể thao, cửa lóc, kính không viền, hai cánh cửa nhưng mà đăng ký 4 chỗ ngồi, cũng là lên La Răng Hoa Mai nhưng nhìn nó đẹp lắm. Phanh ABS chống bó cứng toàn thể, đồng nhất cả 4 bánh nhá. 335 triệu Kia Cerato Coupe, động cơ trang bị 1.6 em này, số tự động đẹp đây ạ. Các bác nhìn form dáng này. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn anh Trần Khải. Anh Trần Khải ơi, chia sẻ cho em Hương đi ạ. Chia sẻ giúp em. Cerato Coupe thể thao là 335 triệu. Còn bên đây có những dòng xe 7 chỗ ngồi này. Em Karen kia 260, còn 270 em đấy số tự động này. Em này Captiva cũng là số tự động, 228 còn 218 này. Số tự động 7 chỗ ngồi, toàn những dòng xe đẹp mà giá quá là ok luôn. Captiva số sàn 210 còn 200 tròn này. Bớt luôn để mai Thanh Hóa chơi các bác này. Từ giờ đến tối phấn đấu mục tiêu chốt 4 xe nữa là đủ mục tiêu. Trong 3 ngày là em sẽ đi Thanh Hóa chơi các bác nhé. Đi Thanh Hóa chơi rồi, hứa hẹn với khách nhà em rồi. Nên là các bác chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Captiva 200 triệu tròn đời 2007, đèn bi, giải đèn led, ghế da. Hỗ trợ cho em là chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Captiva số tự động màu bạc 218 triệu thôi. Giá mở của nó là 228 triệu cơ. Đi vào đây cũng có Captiva nữa này. Cũng là màu vàng cát, lên đèn bi rồi, 215 còn 205. Phá giá, thánh phá giá này em rồi. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi biển Hải Phòng, nước sơn màu đen đẹp, 240 triệu còn 230 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Động cơ là 1.6 đời 2011. Ở đây thì còn có một chiếc xe Vios bản e xịn mà giá rất là mềm luôn. Vios bản e xịn đây các bác nhé. Túi khí an toàn đầy đủ cho em. 208 triệu đời 2009 còn 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios bản e xịn của em Hương đây ạ. Vios bản e xịn đây bác ơi. 208 còn 200 triệu tròn. Mazda 3 có rồi, em còn có cả thêm Mazda 2 này. Mazda 2 cũng là biển Hà Nội, nước sơn màu xanh. Xanh gì bây giờ? Xanh giống như là mực cửu long của con đi học các bác nhé. Lên đèn đèn gì đây? Đèn halogen xi nhan trên hông. 298 triệu đời 2012. Số tự động đẹp. Màn hình giải trí đề lổ thông minh cho chiếc xe Mazda 2 của em Hương.
nước sơn màu đẹp, hai bánh trước là phanh ABS, hai bánh sau là phanh tang trống ạ. Chào bác Đào Ngọc nhé, 298 triệu cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ đây. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia. Chị được bao nhiêu? Chị được bao nhiêu? Một chiếc xe Kia Rio được sản xuất vào năm 2015, nhưng em này là số tự động ạ. Zin và full đồ, 390 triệu cho chiếc xe Kia Rio số tự động màu trắng của em Hương. Màn hình giải trí đề lổ thông, em là chưa lên đầu đề lổ. Có ga tay tự động nhá, 390 còn 380 cho chiếc xe Kia Rio của em Hương ạ. Khách đang hẹn đến xem Kia Rio, Kia Cerato rồi. Mùng 2 đẹp ngày các bác lên xem phát là yêu luôn. Cảm ơn bác Đặng Văn Huy, chào bác Đào Ngọc, bác Trần Khải, nhiều xe đẹp quá. Chia sẻ cho em Lê Hương được không các bác ơi? Bác Đức Trung đã tăng tên bác Bùi Sơn là làm một con đi bác, xe đẹp mà. Giá cả thì em đã cam kết rồi, chất lượng không đâm xô, không ngập nước, các bác cứ yên tâm thôi. Một chiếc xe thể thao Galaxy độ bô on off. Bác Đào Ngọc ơi, em có một chiếc xe đời 2014, máy số Zin, tư nhân một chủ, không taxi, không dịch vụ, đời 2014, 338 triệu. 2014, nước sơn màu đen đẹp, form dáng mới. Em có Vios đấy nhá chị nhá. Em có đời 2014, máy số Zin, không taxi này, không dịch vụ này, máy số Zin luôn. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em và cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá này một chút nữa sẽ quay ra chiếc Vios mới về. Em Lê mới đăng ảnh thôi chứ đăng video. Chevrolet cờ đuôi đời 2009, em xin lỗi, Galaxy thể thao phân khúc hai cánh cửa này, hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng, combo đầy đủ cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, cửa lóc, túi khí an toàn nhá, lên đèn bi hết rồi, 445 triệu cho chiếc xe Galaxy của em Hương ạ. Cửa tiền mà hơn 200 đi xe nhập khẩu, cửa lóc đầy đủ thì em có CDX này. CDX bên em Hương full màu luôn, đen, xanh, xám đều có này. Một chiếc xe CDX màu xanh nữa đây ạ. 248 triệu cửa lóc, đề lổ thông minh, ghế da hai màu, máy số thì cực ngon luôn. 248 triệu động cơ trang bị 1.6 nhá. Thân vỏ thì cực kỳ chắc chắn luôn vì em nó là nhập khẩu mà. Vios màu trắng em bán rồi, em mới về thêm Vios này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rondo máy dầu, 7 chỗ ngồi số tự động, gương kính là cụp chỉnh auto cho em. Các bác nhìn xe 7 chỗ ngồi này, đẹp không kém gì Xpander đâu ạ. Đẹp không kém gì Xpander đâu mà còn hơn Xpander này, em này máy dầu siêu tiết kiệm cơ. 468 triệu đời 2014 nhá. Phanh ABS này, bộ la răng rất là chất luôn, đèn bi, đèn gầm đầy đủ rồi. Kia Rondo máy dầu của em Hương ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc Mazda nữa đây. Một chiếc Mazda form dáng mới, phanh tay điện tử đời 2017. Em Mazda này là hai chế độ lái, nước sơn màu đỏ đẹp, phanh ABS toàn xe luôn, bốn bánh đều trang bị phanh ABS của em Hương nhá. Phanh tay điện tử hai chế độ lái, 555 triệu. Có thể lái chế độ lái thường này, chế độ lái thể thao này. Tài chính em 300 lùi, nếu như tầm 300 hoặc hơn 300 một chút thì em có Kia Rio. Còn chiếc Vios của em là phải xem là 338 triệu, 330 triệu thì mới vào việc được chị ạ. Cố lên một chút là có xe đẹp chị nhá. Cố lên một chút là có xe đẹp đời 2014 mà. Còn đây là chiếc Mazda 3 phanh tay điện tử của em Hương, hai chế độ lái, lên màn hình rồi, tổ hợp phím bấm khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng luôn, cửa lóc đầy đủ luôn, 555 triệu. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 bản sedan hai đầu đây, i10 bản đủ sedan hai đầu, 285 triệu đời 2016 nhập khẩu các bác này. Bản đủ ở bên ngoài các bác nhìn sẽ có bốn mắt cảm biến va chạm, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Bên trong nội thất thì sẽ có túi khí an toàn và tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, là sẽ phân biệt được đâu là đủ, đâu là thiếu nhá. Chiếc i10 sedan bản đủ này của em Hương là 285 triệu.
Còn Y10 bản 1.2 bản đủ nữa đây. Bản hatchback hơi ngắn ngắn một tí thôi, form dáng nhỏ xinh, biển 36, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh có hết rồi. Y10 bản đủ đời... Được rồi, em này bao nhiêu nhỉ? Tôi quên mất giá. Em Y10 này của em Hương, à bản thiếu, đời 2018, bản thiếu nhưng 1.2 nhá. Em Hương đang bán là 275 triệu, form dáng rất là đẹp, la răng mới rồi, phanh đĩa đầy đủ luôn. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn bác xưởng may Long Hải này, chào bác Nguyễn Minh Lợi, chào bác Sơn Tỉnh này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Kia Morning thì em có full màu luôn, bạc có, xám lông chuột có, trắng có, xanh có, vàng có, đỏ em cũng có luôn. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2016 với lớp sơn màu xanh rất là mát mắt này. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2016 nhá. Máy số sàn, động cơ trang bị là 1.25. Em này là số sàn rồi, full bảng màu với Kia Morning luôn. Chào bác Bình Phượng này. Màn hình giải trí có hết rồi, 215 triệu thôi ạ. Ở đây thì em còn có CDX màu xanh nữa này. Một chiếc xe CDX nữa đây. CDX màu xanh đời 2009 này, biển 28. Em này màu xanh đẹp luôn, 248 triệu đời 2009, số tự động nhập khẩu, cửa lóc đầy đủ. Em đã nói rồi, CDX em full màu luôn, 248 triệu ạ. Chào bác Hùng Ngọc Phạm này. Bên đây Isuzu máy dầu em có nhé, 160 triệu cho chiếc xe Isuzu máy dầu, 140 triệu cho chiếc xe Isuzu máy dầu, cao dàn mát máy này, còn máy dầu này, công trình công trường hay các bác mua về cho thợ đi. Bác nào mà làm cai xây mua thợ thì rất là ok luôn. Có con nào số sàn tầm 200 không em? Số sàn tầm 200 thì anh có thể quan tâm cho em về Morning này, Vios này, bản 2 đầu thì có Gencha này, Lacetti SE này, Lacetti EX này. Nói chung là tầm tiền đấy thì nhiều tiền lắm, à nhiều xe đẹp lắm anh ạ. Anh xưởng may Long Hải để lại số điện thoại cho em, tí nữa xuống ngay chị sẽ tư vấn cho mình về 200 triệu. Ví dụ như mà đây trên 200 một tí thôi, 215 triệu có Kia Morning màu vàng nhá, đời 2016, 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu vàng này. Đấy, bác khách về rồi, chốt chiếc xe kia rồi. Đấy, các bác đến mua xe bên em tặng cho các bác mỗi bác một hộp bánh đậu xanh cao cấp đặc sản quê hương bên em nhá. Hòa An. Ngọc ơi, quay cho chị. Về rồi anh chị, về rồi. Đây ạ, Vios. Vios bản E xịn đời 2014 đây ạ, không taxi, không dịch vụ, tư nhân một chủ đây nhá. Vừa mới về đây các bác ơi. Đời 2014 ạ, máy số zin 338 triệu. Em này là form dáng mới rồi anh ạ. Form dáng mới rồi, 338 triệu máy số zin, sáng nay mới về chứ hôm qua livestream là chưa có đâu. Nước sơn màu đen đẹp, xin nhan trên gương. Anh to không kém thì em đâu. Màn hình giải trí, túi khí an toàn các bác nhìn này, máy số zin, không taxi và không dịch vụ nhá. Nóng quá. Y10 số sàn nữa đây. Em này nhập khẩu đời 2016, nước sơn màu trắng đẹp, 268 triệu Y10 bản đủ có luôn này. Mazda 3 này, Hyundai này, Accent này, Accent em full cũng full bảng màu luôn. Một chiếc Accent đời 2017 nữa đây ạ. À, em này 18, xin lỗi em này 18 này. Accent đời 2018, số tự động đẹp, zin đẹp toàn xe luôn, biển 90, bao các hãng toàn quốc cho mình, xi nhan trên gương, giải đèn LED, đèn bi salon, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây ạ. À, 475 triệu. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Còn nhiều xe lắm. Còn nhiều xe lắm các bác ạ. Chào bác Tú Huyền, chào bác. Chào bác Kỳ Tiến này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 thì để được em Lê Hương tư vấn ạ. Tắt hết mồ hôi rồi. Chào bác Hữu Caro nhé. Có lẽ là hôm nay em Hương sẽ nghỉ buổi báo giá sớm hơn so với mọi ngày vì khách đến xem xe rồi. Khách hẹn đến xem xe đang đến ở bãi em rồi.
Em xin phép được dừng buổi báo giá của ngày hôm nay sớm hơn so với mọi ngày nhé. Những bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì cứ kết nối Zalo cho em đi ạ. Vios bạn có màu trắng không? Em có Vios màu trắng 2011 anh nhé. Đời 2011 em có anh Mạnh Thương ơi. Vios màu trắng đời 2011 em Hương đang bán là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng nó có Vios màu trắng đời 2011 anh ạ. Để lại số điện thoại cho em sẽ kết nối Zalo em gửi cho anh hình ảnh và video chi tiết về chiếc xe Vios màu trắng bên em Hương nhé. Sao anh? Kìa. Cảm ơn tất cả anh ạ. Anh Mạnh Thương ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Quay đi à? Tại vì em đang định dừng buổi báo giá ở đây, em sẽ quay, em quay xem nào. Em sẽ quay sang cam sau để quay cho anh Mạnh Thương này. Đâu rồi? Vios màu trắng của em Hương để đâu rồi? Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Thì em sẽ quay nhá. Xem là hay là khách cái chạy thử nhỉ? I10 2017, máy số zin, số tự động này, 365. Anh ơi, Vios màu trắng đâu vậy? À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Em bị lóa. Đây, đứng ngay đằng sau, xong đi đúng một vòng tròn nên nhìn thấy Vios màu trắng. Đây ạ, à, Vios màu trắng đời 2011 đây anh nhá. Anh Mạnh Thương này, nhìn nó em này. Đèn halogen này, mâm này, một dàn lốp này, xi nhan trên hông. 210 triệu đồng anh ạ. 2011 có Vios màu trắng đi, đứng ngay đằng sau mình mà quay đúng 160 độ mà nhìn thấy xe. Màn hình giải trí rồi, cỡ bé bé thôi. Đây nhá, có Vios màu trắng đây anh. 210 triệu đồng anh ạ. Anh Mạnh Thương để lại số điện thoại cho em thì em sẽ kết nối Zalo cho mình nhá. Đây ạ, Vios màu trắng đẹp đây, 210 triệu đồng. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em rồi. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em thôi ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi báo giá vào lúc 11:30 ngày mai. Em sẽ lại lên sóng và báo giá nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng của em. Đừng quên số hotline của em ạ, 0354602790. Địa chỉ bày bán bên em, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác đến xem xe, thứ nhất là alo trước cho em. Hoặc nếu như mà cứ đến thì cứ bảo nói là anh là bạn của Lê Hương thì giá bao giờ cũng sẽ rất là ok nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.